là một trong những bác học điên với những phát minh buồn cười trong bộ phim chính kịch. Điều đó khiến cho anh trở nên đặc biệt và nổi trội trong những anh hùng của Autobot với biệt danh là Đạt Giang Tây. Welcome back to Hobby Holic và welcome back to Jeffermer is Sky của Hasgo. Ladies and gentlemen, welcome to Hobby Holic. Sở hữu khối lượng đồ sộ những công trình nghiên cứu thiết bị cải tiến, thế nhưng đa phần đều rất bất ổn. Chính thằng Bi cũng từng hang đồ hàng rắc làm ra rất ổn nhưng là ổn lòi lìa. Có một lần vô tình lấy thiết bị bay của hàng rắc, bay rất cao, bay rất nhanh nhưng khổ nổi nó không có thiết bị di chuyển. Nên hơn nửa ngày trời thằng Bi chỉ đứng chờ chồng một chỗ trên không trung. Hay là cây súng đại liên với sức công phá cực hạn, được đặt chế độ bảo mật cực cao để chống kẻ thù có thể sử dụng. Với hệ thống phép tính hệ số hợp phân khiến cho mết mặc dù lấy ra để trình diễn, nhưng tốn hơn nửa ngày trời mới chỉ mở được cái cài an toàn van súng. Bất chấp sự kêu ca đến từ đồng đội, những món đồ được trang bị lên người của Wilson là một sử ca vĩ đại về công nghệ tối tân, vượt xa cả thời đại, vượt xa cả tầm hiểu biết của những gã kẻ thù hùng bá một phương. Đơn cử như bộ tăng cường trọng lực giúp anh có thể bay nhanh lên đến 400 dặm một giây. Nhưng điểm hạn chế là nó chỉ đủ duy trì quãng đường 800 dặm. Vậy có nghĩa từ lúc khởi hành, anh phóng lên như một vị thần để gòi hết nhiên liệu, bắt buộc phải đáp xuống với thời gian chưa đến 2 giây. Còn chưa kể để thực hiện được một cú di chuyển quý sư tộc sang trọng ấy, nó phải sử dụng khá nhiều quả tên lửa tầm nhiệt ở trên hai tay. Và cả việc vận công nạt hai khẩu đại pháo xuống đất, để rồi sau đó để lại một bãi chiến trường hoang tàn ra đằng sau. Nhận thức được sự thật là đầu anh ta xài đa phần là thiệt nhiều hơn lợi, rắc lủi hủi âm hầm lặng lẽ cô đơn về phòng thí nghiệm bí mật để nghiên cứu. Và thế là kể từ đó, người ta không biết là vô tình hay hữu ý, thường nghe rất nhiều tiếng nổ vui tai hít mắt xuất phát từ phòng thí nghiệm. Và đó lại chính là câu chuyện về Đạt Văn Tây phiên bản Autobot đang xôn xao trong chiến đội với tên gọi Wilson, bác học điên vượt xa mọi thời đại.